Đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con kính lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn vừa mới quang lâm đạo tràng. Con xin ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 131. Sukhakama nifutani Yodande na quy hình sati Aptano sukhame sano Pekchaso Nalakhate xuất khăn. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trượng hại nhau làm gì? Tìm an mà lại ác tri, những người như vậy mong chi gặp lành. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ ạ. Sukhakama nifutani Yodande nawihin sati Attano sukhame sano Pekchaso nalaphate sukhang Sukhakama nifutani Yodande nawihin sati Attano sukhame sano Pekcaso nalaphate sukhang Sukhakama nifutani Yodande nawihin sati Attano sukhame sano Pekcaso nalaphate sukhang. Dạ, kính mời cô Lạc Lê tiếp theo ạ. Dạ con cảm ơn Đại Đức. Dạ con Lạc Lê, con kính định lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ con kính định lễ Chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu kệ số 131. Su khá ca ma ni phú ta ni vô đằng đề na quý hiềm sát tý át ta nô su kha mê sa nô vết cha sô na la phát tê su kham su khan khan ma ni bồ tát ni vô đằng đề na quý hiềm sát tý Atano sukhame sano vecchaso nalaphate sukham sukhakamani bhutani yodande Vecchaso nalaphate sukham. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng tượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Là đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau tượng hại nhau làm gì? Tìm an mà lại ác chi, những người như vậy mong chi gặp lành. Và đó là phổ thơ của Ngài Dưới Đức. Và con đã đọc xong và kính mời chị Đàn Đông ạ. Sa thú chị Lạc Lê, hôm nay chị thấy bằng tay của em. Cảm ơn chị. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Con kính chào đạo tràng. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc ôn câu pháp cú số 131. Sukha kamani phu ta ni yodande đề na quy hiềm sa ti Attano sukha me sa no bát cha so na la phát tề su khăng
Sukha ka ma ni phu ta ni yo dan de na vi him sa te no sukha me sa no bát cha so na la pha te sukhang Sukha ka ma ni phu ta ni yo dan de na vi him sa te ta no sukha me sa no cha so na la pha tê su khăn chúng sanh cầu an lạc ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình đời sau không được lạc bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu su kha ca ma ni phu ta ni yo đan đề na vi hiền sa tê a pa no su kha me sa no cha sô na la pha tê su khăn ai ai hạnh phúc cũng cầu tại sao đau trượng hại nhau làm gì tìm an mà lại ác tri những người như vậy mong chi gặp lành bản dịch của hòa thượng Giới Đức kính mời cô cẩm dạ sa thú kính cảm ơn Sít Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 131. Su khá ca ma ni bu ta ni Yo đàn đề ná quý hiềm sa tí Attano su khá mê sa nô Pét chá sô ná Lá bá tê su khăn Su khá ca mà ní vù tà ní Yo đàn đề ná quý hiềm sa tí Attano su khá mê sa nô Pét chá sô ná La pa te su khan su kha ka ma ni bu ta ni yo dan de na quý hiềm sa ti attano su kha me sa no pet cha so na la pa te su khan chúng sanh cầu an lạc ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình đời sau không được lạc bản dịch của hòa thượng Minh Châu ai ai hạnh phúc cũng cầu tại sao đau trượng hại nhau làm gì tìm an mà lại ác tri những người như vậy mong chi gặp lành bạn phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và cộng nhân đã ôn bài xong mến mời bàn tay của Sít Quang Thanh. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Nhẫn và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tham Má Chari. Và con kính chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài câu pháp cú 131. Su kha ka ma ni phu ta ni ro đàn đề na quy hình sa ti at ta no Su kha me sa no bách cha so na la pa te su khang Su kha ka ma ni phu ta ni ro đàn đề na quy hình sa ti at ta no Sukha me sa no bách cha so na la pha pha tê su khang chúng sanh cầu an lạc ai dùng trượng hại người để tìm lờ lạc cho mình đời sau không được lạc đấy là của bản dịch Hoán Thích Minh Châu. Dạ con xin thử kệ Sukha ka ma ni phu ta ni Rô đan đê na quỳ hình sa ti a
Phật ta nô su khả mê sa nô bách cha so na la pha tê su khăng su khả ca ma ni phu ta ni rô đan đê na quỷ hình sa ti ạt ta nô su khả mê sa nô bách cha so na la pha tê su khăng. Ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đao trượng hại nhau làm gì? Tìm an mà lạc ác chi, tìm an mà lại ác chi, những người như vậy mong chi gặp lành. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Tới Đức. Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin kính mời kế tiếp ạ. Con kính đảnh thể Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 131. Sukha kama ni bhuta ni yo dande na vihin sati antano sukha me sano pencha so na la fate sukhang sukha kama ni bhuta ni yo dande na vihin sati antano sukha me sano pencha so na la fate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm an lạc cho mình, đời sau không được an lạc. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sukha kama ni bhutani yodaina vihinsati antano sukha mesano penjasuna lavate sukham. Sukha kama ni bhutani yodanena vihinsati antano sukha mesano penjasuna lavate sukham. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trượng hại nhau làm gì? Tìm ai tìm an mà lạc ác tri, những người như vậy mong chi gặp lành. Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư đạo tràng và con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lần thầy tì nạng, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, chính đại lễ cho đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tôn nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin được kể kinh pháp cú số 131. Đã cảm ơn xin đảng đồng xin nhật hình cho biết nhà rộng. Sukha kamani bhutani yodandena vihimsati attano sukha mesano Pekya sona la pate sukhang sukha kamani putani yodandena vihimsati attano sukha mesano Pekya sona la pate sukhang sukha kamani putani yodandena vihimsati attano sukha mesano pekya sona lapate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Bản dịch của ngài Minh Châu. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đao trượng hại nhau làm gì? Tìm an mà lại ác chi, những người như vậy mong chi gặp lành. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ Nam mô Buddhaya, còn xin được xuống mic và xin kính mời xích Nhật Huỳnh tiếp theo. Dạ sa thú kính cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á. Dạ cảm ơn xích Tăng Đông cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ.
Lục Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, Quỳnh học giáo pháp 2 có thể đưa bàn tay lên không? Dạ, dạ, nếu mà có thể thì Nhục Quỳnh kính mời. Và cô tu nữ Thâm Má Chá Rí có ôn bài không cô? Nếu cô có ôn bài thì Nhục Quỳnh kính mời, chứ không là Nhục Quỳnh đọc xong mà Nhục Quỳnh khóa sổ nghe, mất quyền lợi ráng chịu nha quý vị. Dạ, quý vị nào chưa ôn bài xin đưa bàn tay lên. Nhất là Quỳnh học giáo pháp 2 nè, càng mới thì càng nên đưa tay đi và để mà ôn tập cho nó nhuần nhuyễn. Đừng có lo, ở đây không ai cười Quỳnh đâu, Quỳnh sợ. Ở đây là ở bên Rôm Phật giáo Nam Truyền thì còn có Ngài Trí Đức rầy, chứ còn ở đây là không có ai rầy hết á. Tập 2 ly rưỡi cũng không có sao hết. Dạ, Quỳnh, rồi mời Quỳnh đưa tay nha, chứ không là Nhật Quỳnh đọc xong là Nhật Quỳnh khóa sổ đó. Mời Quỳnh. Con kính đảnh lễ chư đại đức tăng, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào các đạo hữu ạ. Con xin đọc Sukha kamani phutani yodan dena vithim sati atano sukha meano becha sona lapate sukhang Sukha kamani phutani Yô đàn đề ná quyết hình sá tí át tá nô xúc khá mê xà nô bách chá sô ná lát phát tê xúc khăn xúc khá ca mà ní phù tà ní Yô đàn đề ná quyết hình sá tí át tá nô xúc khá mê xà nô bách chá sô ná lát phát tê xúc khăn. Dịch là chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trường hại người để tìm là cho mình đời sau không được lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trường hại nhau làm gì, tìm an mà lại ác tri, những người như vậy mong chi gặp lành. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đọc đã xong, xin xuống mít ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn mình học giáo pháp và cảm ơn sức sàng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư trung đức Nhật Quỳnh, kính lễ quý bà quý cô tu nữ Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Và con thấy còn 2 phút, con xin được ôn bài câu pháp quốc kinh số 131. Và cảm ơn Quỳnh Quát Tha Ná đã cho bài học. Sukha kamani putani yo dande na vihin sati attano sukha me sano betcha so nalapate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trường hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sukha kamani putani yodandena hin sati atano sukha me sano bacchano sona lapate sukhang. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trường hại nhau làm gì, tìm an mà lại ác tri, những người như vậy mong chi gặp lành. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Tại Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp của kinh số 131. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Tâm Phương, Xích Rạng Đông, Xích Quang Thanh, Thi Na, Quỳnh Quát Thanh Á và Quỳnh học giáo pháp. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới câu pháp của kinh số 132. Và cảm ơn Quỳnh Quát Thanh Á cho bài học.
Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết tâm mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc cha ngài dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, cờ năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều chân như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giác vẹn toàn. Một lòng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp tướng đi, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Buddhaya, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Vừa thỉnh Pháp Sư xong thì đại đức Tuệ Nhẫn lướt lên lướt xuống. Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn cho chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 132. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, một tuần nữa lại qua đi rất mau. Và bây giờ là chúng ta học Phật Pháp. Cuộc sống chỉ có bấy nhiêu đó thôi, thưa quý vị. Ngày này qua ngày, chỉ có cái thấy được sinh ra, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Và những cái này chính là uẩn, là xứ, là giới, là đế, là pháp hữu vi, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Nhưng mà tham ái và vô minh luôn chấp chúng cho rằng thế giới này tươi đẹp và có rất là nhiều con người. Nhưng thực tế đối tượng thị giác thì không phải là một người nào cả. Âm thanh không phải là một con người nào đó. Cái thấy không phải là thấy một con người nào đó. Cái nghe cũng không nghe một con người nào đó. Cái ngửi cũng không ngửi một ai cả. Chỉ ngửi những cái mùi. Và không có tứ đại thì không có mùi. Và mùi chỉ là mùi. Mùi thì không biết được cái thấy, không biết được cái nghe. Và chúng xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Nhưng chúng ta luôn quên về chúng. Chúng ta toàn nhớ về cái chỗ nào. Nhớ về chư thiên, nhớ về người kia, nhớ về Phạm Thiên. Chúng ta nhớ về những cái câu chuyện ở trong kinh điển. Nghe rất là thâm thúy. Nhưng mà chúng ta quên mất những cái gì là thực hiện giờ. Chúng chỉ là những cái tính chất cứng mềm, nóng lạnh, căng trùng. Chúng chỉ là những cái tính chất thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm hiện trong một thời điểm và biến mất hoàn toàn. Cái thấy của ngày hôm qua không phải là cái thấy của ngày hôm nay.
cái thấy của khoảnh khắc trước không phải là cái thấy của khoảnh khắc này. Cái thấy của khoảnh khắc sau chúng chưa đến và chúng hoàn toàn sanh khởi nếu có duyên cho chúng. Và ngày mai chúng ta thức dậy cũng vậy thôi. Tất cả chư bậc thánh, phàm phu và tất cả chúng sanh thì cái ngủ, khi ngủ đều giống nhau. Nhưng mà khi thức dậy thì khác nhau hoàn toàn. Do đó mà thức dậy thì mới biết ai là bậc thánh, ai là phàm nhân, ai là đọa xứ. Hãy luôn luôn nhớ về pháp là thực hiện ra. Cuộc sống của chúng ta thì cả một đời chúng ta chỉ trôi năng trên bảy cái sắc màu thôi là chúng ta đã không hiểu nó rồi. Đó là sắc, lý, âm thanh, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh, bảy cái sắc đó. Mà hàng ngày chúng ta tham trên đó, tham dục ở trên đó, câu chuyện cũng ở trên đó, tâm mê đắm cũng ở trên đó. Rồi năm cái sắc nữa đó là sắc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Như vậy chúng ta thấy 12 cái sắc thô nó có mặt hầu như là trong suốt cuộc sống của chúng ta, nhưng mà hầu như là chúng ta vẫn quên về nó. Hãy luôn luôn chánh niệm về, hướng về những cái thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày thì chúng ta sẽ phân biệt được uẩn, được xứ, được giới, được đế của nó. Và chúng ta phát hiện được vô minh. Như vậy vô minh thì nó không có ở xa, nhưng mà nó rất xa. Nó ở rất gần nhưng mà rất xa. Nó ở gần là sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng là vô minh nó có mặt suốt cả ngày. Tham ái cũng vậy. Và nó xa, nó làm cho nó đẩy chúng ta xa rời cái pháp hiện tại. Nên chính vì vậy chúng ta bị cuốn vào những cái câu chuyện trầm luân. Do đó mà tâm của chúng ta không còn định hướng được nó nữa. Rời bỏ cái pháp hiện tại. Như vậy là chúng ta biết là không phải luân hồi nó là một cái gì đó. Mà luân hồi nó ở ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm này cho chúng ta vô minh tham ái và cứ trôi vào các cái câu chuyện của thế tục. Của đời này, của đời sau, của con người, người này, con người kia. Chính vì vậy mà chúng ta bị sanh tử hoài. Và chúng ta biết rồi đó, không có cái tôi, không có cái đời sau nào là tôi sinh ra cả. Mà chỉ có các quẩn, các xứ, các giới, các đế lại tiếp tục được sinh ra mà thôi. Và tất cả những cái đó thì nó đều gì thưa quý vị, thì cũng lại thấy nghe ngửi nếm đụng ở cái vùng đất này, vùng đất kia, chỗ này chỗ kia, rồi cũng kinh nghiệm cái nóng lạnh ở cái thế, ở cái cõi này cõi kia, vùng này vùng kia, và rồi già bệnh chết, cũng như là chúng ta đã từng kinh nghiệm vậy. Nên là không có đáng để phải sinh ra nữa. Giáo pháp của Đức Phật dạy cho chúng ta là không có đáng để sinh ra nữa. Bởi vì tất cả những cái gì sinh ra đều bị hủy diệt. Mà trò chơi của chúng ta chỉ là nắm những cái đại này tứ đại kia, rồi vầy vò, rồi cắt xén, rồi bóp méo, rồi dựng lên, rồi đạp xuống, rồi nè nắng dài, rồi nè ấy này này tiếp tục này sinh ra thôi. Cũng chỉ lại chơi những cái trò cũ. Con nít thì nó chơi những cái trò mà cái này cái kia, quả bóng quả biết. Còn chúng ta lớn lên thì lại chơi những cái xe, cái cổ lớn, chạy, nó tất cả nó chỉ là những cái tứ đại rỗng không, không có tự ngã nào cả. Và chúng ta hãy luôn luôn nhớ về đó, đừng có quên lời dạy của Đức Phật. Bây giờ thì chúng ta vào bát hả? Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang aphivadimi swakhato phagawata thammo thammang namassami
Subhadipano Phagavato Savaka Sankho Sankhang Namasami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đành lễ tán dương ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Bậc Toàn Chi Diệu Giác, Vô Lượng Từ Bi. Ngài đã từng bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đành lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là phương minh diệu dược, chuyên chữa lành các bệnh căn bệnh nơi phiền não nơi chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, học, nghe, hiểu và tùy thuận pháp hành nơi chánh pháp, người ấy sẽ đạt được sự an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là các bậc phạm hạnh, là phước điền cho vô thượng chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo chắc chắn sẽ được gặt hái vô lượng công đức phước lành theo dòng trầm luân của mình, và nhất là sớm thành tựu các ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo. Phước lành này phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, xuất sanh ngạ quỷ phi nhân, Atula, Duyên Chúa. Và kính chia phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nam mô Bụt Tha gia. Hôm nay chúng ta học câu kệ số 132. Con xin đọc một lần ạ. Sukha kama niputa ni yadande na na vihin sati atano sukha me sano pechaso nafate sukhang. Người nào đang tầm cầu hạnh phúc cho mình mà hãm hại các hàng chúng sanh có sự mong mỏi hạnh phúc bằng hình phạt, người ấy đạt được hạnh, người ấy đạt được hạnh phúc sau khi chết. Không hãm hại chúng sanh hả? Như vậy thì chúng ta đã sanh vào cái thế giới lão hại này thì rất khó là không làm hại chúng sanh, phải không? Và chúng ta không làm hại chúng sanh bằng cách này cũng làm hại bằng chúng sanh bằng cách khác, nên là chúng ta mới sanh vào cái thế giới lão hại này. Do vậy khi mà chúng ta có chánh pháp á, chỉ khi nào chúng ta hiểu và chúng ta thấy giống không các pháp hữu vi, và chúng ta xả ly được ý niệm về ngã, thì chúng ta mới thực sự không có cái ý niệm về chúng sanh, chúng ta không có não hại chúng sanh nữa. Còn khi nào mà chúng ta còn có ý niệm về ngã, nơi thân của mình còn có tà kiến, thì điều đó chắc chắn rồi, chúng ta không thể nào tránh khỏi được cái sự não hại. Bởi vì cái pháp nào nó còn duyên cho nó sanh thì cái pháp ấy dứt khoát nó sẽ còn sanh. Còn cái pháp nào không, chỉ khi nào không còn duyên cho nó sanh nữa thì nó mới không sanh nữa. Thì ở đây chúng ta phải rất là hiểu, chúng ta phải hiểu cái pháp của nó. Chứ không phải lời Đức Phật dạy nó đơn giản là chúng ta kể câu chuyện là đừng có đánh đập như này như kia. Không phải như vậy thưa quý vị. Lời dạy của Đức Phật nó thâm sâu lắm, không phải là đi tu rồi đừng có đánh đập chúng sanh như này như kia, không phải. Ông sư với ông sư cũng còn đập lộn nhau nữa thưa quý vị. Vì sao vậy? Vì họ chưa có bỏ được ý niệm về ngã, nên là điều đó không thể xảy ra. Do đó mà chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật chúng ta phải thâm nhập và hiểu sâu vào giáo pháp. Chúng ta phải từ bỏ được. Cái từ sukha metano, mesano thì người nào không hãm hại các hàng chúng sanh có sự mong mỏi hạnh phúc bằng hình phạt. Người nào ở đây thưa quý vị? Chỉ có bậc thánh tu đầu quần
mới không giết hại chúng sanh nữa. Còn phàm phu của chúng ta thì sao? Thì chúng ta chỉ được ngày, hai ngày hay được một đời. Chúng ta không cố ý. Cũng đã là khó. Bởi vì chúng ta sanh vào thế giới lão hại này, nên là tâm của chúng ta chấp thủ về gia đình, về quyến thuộc, về gì? Về mạng sống, về về sự sợ hãi, rồi vì quyền thế, vì danh vọng, vì địa vị. Nên là tâm của chúng ta là sao? Luôn luôn nó có những cái lão này nó sanh khởi, có lão hại này sanh khởi. Chứ còn chúng ta sống ở thế giới chư thiên hay thế giới của phạm thiên ấy, thì rất là khó, không có cái trường hợp này, không? Nhưng mà ở cõi người của chúng ta như vậy, Đức Phật dạy chúng ta nó mới là quý báu này. Như vậy thì ở đây tuy rằng là thế giới não hại này, nhưng mà chúng ta có con đường chánh pháp của Đức Phật thì chúng ta có thể sống không não hại chúng sanh được. Chỉ khi nào mà chúng ta tu tập giới hạnh, giới định tuệ và chứng đắc được những cái thánh đạo, thánh quả. Sukha kamani thì ở đây gồm có hai từ, nó một cái hợp từ kama và sukha, là một cái nhóm từ, và bài kệ này nó một cái nhóm từ trung tánh, và bài kệ này chia theo đối tác số nhiều là các sự mong mỏi hạnh phúc. Và chúng ta biết nè, chúng sanh thì luôn luôn là mong mỏi hạnh phúc. Khi mà được sanh ra rồi thì kể cả con kiến, con ong, con bướm, những cái con rất là nhỏ, chúng cũng muốn sống cái đời hạnh phúc của chúng. Nhưng mà con người của chúng ta cũng phải luôn luôn mong mỏi cái sự hạnh phúc. Nhưng mà trong cái sự mong mỏi hạnh phúc đó thì có cái sự mong mỏi hợp pháp bằng cái trí tuệ, còn đa phần thì mong mỏi cái sự mà tác sát chúng sanh để đạt được tài sản, hay là đạt được cái vật thực, như là giết hại chúng sanh để được có những cái món ăn ngon, giết hại những cái con bò hay là con heo hay là con gà để mà có được những cái món ăn cho gia đình con cái này kia, thì chúng ta thấy là cuộc sống đa phần là như vậy. Và chúng ta thấy ngay kể cả là nước quốc giáo như là Thái Lan hay Miến Điện cũng vậy. Hầu như là họ tu tập trong giáo pháp của Đức Phật như vậy, nhưng mà họ sát sanh, người cư sĩ Phật tử đó, họ sát sanh rất là nhiều, nhiều lắm. Phải không? Bởi vì họ theo đạo Phật tới 90% thì họ rằng và ngày nào cũng họ cũng vẫn sát sanh bình thường. Như vậy để cho chúng ta thấy được là khi mà không có sự hiểu biết đúng về pháp thì rất rất là khó để đạt được cái sự mà không có lão hại. Từ xú khá là một cái danh từ trung tánh là hạnh phúc hay là an lạc. Ca má tức là một cái danh từ chỉ cho cái sự ước muốn. Còn cái từ phu ta lý là phu tá, là một cái danh từ trung tánh đối cách số nhiều, chỉ cho chúng sanh. Chúng sanh. Chúng sanh là cõi người của chúng ta,
với lại cái cõi thú vật, thì chúng ta biết là cõi người của chúng ta thì nó luôn luôn liên hệ với cõi thú vật này. Và chính là các cái loài vật này thì đa phần là làm thức ăn cho loài người và cũng làm thức ăn cho loài thú vật nữa. Và chính vì vậy cái loài thú vật rất là đau khổ, và chúng sống kế cận loài người của chúng ta lên là được loài người của chúng ta nuôi giết hại một cách gọi là vô tội vạ. Nhưng đó cũng là do ác nghiệp. Và chính vì vậy mà con người cũng vậy, nên là Đức Phật nói là một ít người giữa nhân loại đạt đến bờ bên kia, phần người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Những ai theo chánh pháp khéo dạy, đạt đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Tiếp theo là cái từ đanh đê lá, đanh đá là một cái danh từ nam tánh, ở đây chia theo sở dụng cách là bằng hay bởi hay là hình phạt. Bởi hình phạt. Như vậy thì cõi người của chúng ta đó thì là những cái thịt, những cái tử thi của những cái con khác, là những cái vật thực cho loài người, và là những cái món khoái khẩu nữa. Chính vì vậy mà những cái con vật sống ở loài người, chúng luôn luôn bị giết hại, bị giết hại, và đó là cái nghiệp của chúng. Về con người của chúng ta thì vì miếng ăn, vì gia đình, rồi vì danh, vì lợi, nên là chúng ta rất dễ tàn hại lẫn nhau. Con người của chúng ta thì không có những là sát sanh đâu, mà còn nhiều cái danh từ, những cái lời nói, những cái sự hiểm lạng, những cái mưu sâu kế bẩn để mà hại nhau, giết hại. Rất ít có người có được một cái nội tâm mà nó khẳng khái, nó không có vì những cái gia đình, vì những cái quyến thuộc mà họ sống với chánh pháp, họ sống với lời Đức Phật dạy. Khó lắm thưa quý vị, sống đúng với lời Đức Phật dạy, không bị tư vị vì thương, không tư vị vì ghét, không tư vị vì dốt nát, không có tư vị về si mê đó, là rất là khó. Khi mà chúng ta nghe một cái câu kệ đó, chúng ta suy xét lời Đức Phật dạy, nó rất là thâm sâu, không phải dễ gì mà chúng ta đạt được. Rồi tiếp theo nữa là một cái từ quý hinh sắc tý, là cái con của nó là căn hinh, tiếp động ngữ của nó là quý. Và ở đây nó là một cái động từ tha động thể chia theo hiện tại ngôi số 3, là hãm hại, tổn thương, làm hại. Làm hại. Tiếp động ngữ quý là chỉ cho cái sự nhấn mạnh. Căn hinh là sự tổn thương. Xú khá thì chúng ta biết rồi, là một danh từ trung tánh là hạnh phúc an lạc. Esano, cái căn của nó là căn ít. Ở đây chia theo hiện tại phân từ. Mà cái từ nguyên mẫu của nó là esati đó. Mà nó chia theo hiện tại phân từ, thành từ nó thành là esano. Và nó là nam tánh chia theo chủ cách, là đang tìm kiếm hay là đang tầm cầu. Tiếp động ngữ A là gần hay hướng về hay là xung quanh. E sát tí là tìm kiếm, tầm cầu. Tiếp theo nữa là cái từ Pichá. Pichá cái căn của nó là căn Y. Tiếp động ngữ của nó là Pháp. Ở đây
là pechati, nhưng mà nó chia theo động từ bất biến là sau khi chết, sau khi chết. Tiếp tục ngữ pa là hướng về, chỉ cho sự nhấn mạnh. Căn y tức là nghĩa của nó là đi. Thì đây là cũng nghĩa là tái sanh đó. Rồi là lát phát tê, căn của nó là căn lát. Ở đây động từ là tự mình gặt hái, tự mình đạt được, tự mình thu hoạch. Và câu kệ này Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là: chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Đời sau được hưởng lạc. Đó là cái từ ngữ mà chúng con xin trích đến quý vị. Dạ, bài kệ Pháp Cú này thì được Đức Phật thuyết hai cái câu kệ, hai cái câu kệ. Bài kệ này chúng ta phải luôn luôn thuyết hai câu thì nó mới đúng được. Là câu đầu tiên và 131 là Sukhama ni Phuta ni Yodande na uy hình sắp tí Atano Sukhame sano Pichaso na Pháp tê Sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Như vậy thì chúng ta biết là con người của chúng ta đó thì tìm mọi cách để hãm hại chúng sanh, giết hại chúng sanh. Con người thì chế ra bom đạn, vũ khí này kia, luôn luôn là cái tâm của con người là luôn luôn nghĩ đến là lợi ích cho mình và làm cho chúng sanh khác tổn hại. Và chúng ta không tin thì cứ để ý cái tâm của chúng ta đi xem. Một chút danh lợi, một chút ai hơn mình cái gì, cái là mình không bao giờ mà mình có cái sự tùy hỷ. Nhưng mà mình luôn luôn là ganh ghét, ganh tị, bao giờ cũng vậy. Còn các cái loài thú thì sao? Các cái loài thú thì chúng không có náo hại chúng ta nhiều. Chỉ có một số loài như là loài rắn hay loài gì đó, nhưng mà họ cũng rất sợ loài người của chúng ta, tại vì chúng ta tấn công nó nên là nó mới tấn công lại thôi. Nhưng mà còn con người của chúng ta thì không. Con người của chúng ta không vừa ý qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi của chúng ta, là tâm của chúng ta nó hình thành nên những cái sự mà rất là độc ác. Hình thành nên rất là cái độc ác, rất là độc ác. Còn loài thú thì nó không vậy. Chọc đó nó tức, nó cắn thôi, chứ nó không có trả thù mấy bao giờ hết á. Còn con người của chúng ta là sao? Thù đến cả 5, 7, 10 năm mà mình nằm sai mà mình lại đi thù, đi ghét người ta nữa, chứ không phải mình nằm đúng. Nằm đúng thì đâu có ai thù đâu. Chính vì chúng ta làm rất là sai, vô minh, tâm tối, chúng ta làm những cái ác nghiệp, nghĩ xấu về người khác, chúng ta đã sai quấy nhưng mà chúng ta lại còn thù hằn nữa. Chúng ta thấy khi mà chúng ta cứ để ý thử xem cái tâm của mình thì chúng ta biết được. Và tiếp theo nữa, câu thứ hai là Sukha kama ni phuta ni yodande na na hi sap ti attano sukha mesano pechaso na phate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Như vậy chúng ta biết nè, đời trước chúng ta sanh ra đời này, chúng ta không bị ai đánh đập, thân thể của chúng ta khỏe mạnh, sống một đời sống an lành từ nhỏ lớn, không có sát hại chúng sanh nào cả. Chúng ta sống không có chửi thề, không có tâm lão hại. Một đời như vậy thì chúng ta biết là đã vô lượng, những cái kiếp sống chúng ta đã vân tập những cái đức hạnh, những cái sự kham nhẫn, đói khát, rồi những cái sự thương yêu mọi người, cảm thông với mọi người thấy sự khổ đau, nên chúng ta sợ hãi, không đánh đập một lời nói nặng, nói nhẹ, chúng ta cũng nói những cái lời ác chúng ta còn không dám nói, nên là chúng ta mới có được cái đời sống mà gần giáo pháp của Đức Phật như vậy. Chứ không dễ gì mà chúng ta có được một cái đời sống mà thế giới đầy những bệnh tật, chiến tranh như vậy, rồi chúng ta có được cái thời gian, không gian để mà nghe diệu pháp, mà chúng ta có đời sống an lành, hạnh phúc như vậy. Không dễ dàng gì mà có được như vậy đâu.
Do vậy pháp Đức Phật dạy nó rất là thiết thực hiện tại. Chúng ta suy xét lời dạy của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng vô lượng cái sự thâm sâu, Ngài đã thấy rõ, biết rõ. Và cái bài kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Chetavana Vihara, đề cập đến một cái núi trẻ. Một ngày nọ thì Ngài đi vào thành Savatthi xá vệ để khất thực. Giữa đường thì Đức Thế Tôn gặp nhiều cái đứa trẻ cầm gậy đánh đập một con rắn hổ. Con rắn hổ. Chúng ta thấy không? Chúng ta gặp con rắn thì chúng ta có sợ hãi không? Rất là sợ hãi. Con rắn nó có cái nghiệp đặc biệt của nó là nó sanh ra. Con gì gặp nó cũng rất là sợ hãi. Và con người gặp nó thì chỉ muốn đánh cho nó chết thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật rất là giản dị, phải không ạ? Ngài thuyết pháp cho cả những cái nhóm trẻ thơ, những cái đứa trẻ chơi đùa. Ngài rất là tự tại. Và chúng ta thời buổi bây giờ thì chúng ta tỏ vẻ như cầu kỳ kiểu cách quá. Nó quá cầu kỳ, quá kiểu cách. Chúng ta tưởng là chúng ta thu thúc như, giống như mèo mà thu thúc cò vậy đó. Thế còn giáo pháp này, khi mà hiểu pháp rồi thì nó lại trở lên một cách rất là trong sáng và rất là giản đơn, giản dị. Đời sống không có cầu kỳ, không có cầu kỳ. Chúng ta đi tu là một người xin ăn thôi. Có cái gì mà chúng ta làm như là vua chúa, phải như này, phải như kia, không có đâu. Bậc giác ngộ rất là giản dị. Và chúng ta tu mà nó giống như là cầu kỳ, sống theo cái thể sai khiến là chúng ta biết mà chúng ta chưa có đạt được cái gì hết, chưa đạt được gì hết. Chúng ta tu tập làm sao đó, tâm của chúng ta nó rất là thanh thoát, nhẹ nhàng. Thì một ngày nọ vào cái đi, ngày khi đang vào cái sau thi sắp về để khất thực ấy, thì giữa đường Đức Thế Tôn gặp nhiều những cái đứa trẻ cầm gậy đánh đập một cái con rắn hổ. Thì Ngài bèn hỏi là, này các cậu bé, các cậu làm gì vậy? Các cậu làm gì vậy? Bạch Ngài, chúng con đập cái con rắn này. Thì nghe nói vậy thì Đức Thế Tôn mới hỏi tiếp, tại sao đập nó? Thì đám trẻ mới nói là bạch Ngài, vì sợ nó cắn. Thì Đức Thế Tôn liền dạy rằng, các con tự nghĩ ta sẽ làm cho mình được an vui, vậy các con lại đánh đập con rắn này. Làm như thế khi chuyển kiếp tái sanh ở cảnh giới nào các con cũng sẽ không được an vui, không được an vui. Quả thật, người muốn tự mình hưởng được sự an vui thì không nên đánh đập kẻ khác. Và nói rồi thì Đức Thế Tôn thuyết pháp và ngâm lên bài kệ ngôn này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Ngài, khi mà Ngài thấy cái lợi ích kiếp sau của những đứa trẻ này thì Ngài cũng nói lên pháp và Ngài nên đọc những cái bài kệ. Để đem đến lợi ích. Và khi mà sau khi mà Ngài ngâm câu kệ ngôn là Sukha Kamani Putani Yodandena Vihinsati Aptano Sukhame Sano Pechaso Napate Sukhang, người nào cầu hạnh phúc cho mình mà lại lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ không được hạnh phúc. Sukha Kamani Putani Yodandena Nahinsati Aptano Sukhame Sano Vechaso Napate Sukhang,
Người nào cầu hạnh phúc cho mình mà không lấy đao, gậy, phá hạnh phúc kẻ khác thì sẽ được hạnh phúc. Và bây giờ cảnh đề là núi trẻ cầm cây đập hổ mang, bất ngờ gặp Đức Phật đi ngang. Ngài dừng chân hỏi vì sao đập, trẻ đáp vì e nó cắn càng. Phật dạy khi cần hạnh phúc minh, khi cần hạnh phúc mình mà dùng đao chưởng hại sanh linh, đời sau mất phước luân hồi khổ, vô hại đời sau mới phúc vinh. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là thế giới của chúng ta, chúng ta sanh vào thế giới đầy những cái lão hại. Đầy những sự chấp trước, đầy những sang tham, bỏng sẻn, tật đố. Và chúng ta thấy cũng là nhân duyên, sanh vào con người. Thì cũng là những cái loài thú vật sanh vào chung với thế giới của chúng ta đang sống. Nếu mà không có những cái loài thú vật thì sao nhỉ? Thì loài người cũng lại giết loài người, không những để ăn, để buôn, để bán nữa là khác, phải không? Như vậy thì mà chúng ta sanh vào cái thế giới này, chúng ta ăn cả 100 năm rồi, 7-8 tỷ người, họ ăn có bao giờ hết thịt tử thi ở cái cõi này không thưa quý vị? Có hết tử thi ở cái cõi này không? Không phải không? Mà họ đã ăn vô lượng kiếp rồi, có hết không? Không hết. Không bao giờ hết tử thi được đâu. Không bao giờ hết tử thi được. Và càng ăn họ càng thích thú phải không? Họ càng nuôi rồi họ lại càng giết hại. Rồi những cái loài vật đó lại sinh ra phải không? Lại được sinh ra. Những cái tâm nó lại tiếp nghiệp, nó lại tiếp tục sinh ra. Lại được giết hại phải không? Như vậy thế giới của chúng ta là thế giới được thịt cũng được buông, được bán, phải không ạ? Tử thi cũng được buông, được bán, được ướp khô, được để đông, được để trong lạnh, được phơi khô, để ủ, để ngâm, để tẩm, để trong hũ, chất chứa, để ăn dần, để ăn dần. Ngày nào chúng ta còn thèm thịt, ngày nào chúng ta còn món này ngon, còn món kia ngon, thì ngày đó cái lưỡi của chúng ta sẽ giống như một thanh kiếm và giống như một mũi tên dài cho đến tận đáy biển và cho đến ngút ở trên trời cao rồi. Và thật khó cho tâm từ được sanh khởi, nhớ. Không có dễ dàng gì mà tâm từ của chúng ta sanh khởi đâu. Chúng ta cho ai một cái gì đó đã là khó rồi. Mà cho ai một cái gì đó mà không mong cầu lại càng khó hơn nữa. Mà cho ai cái gì đó mà cái người đó phạm lỗi, không thích thú với chúng ta nữa, nói những cái lời phản bội chúng ta, thì còn chết với chúng ta nữa. Tâm từ nó rất khó sanh khởi. Không có trí tuệ là không có từ tâm nào mà có thể được nuôi dưỡng hết thưa quý vị. Không có trí tuệ chúng ta không thể nào mà nuôi dưỡng tâm từ được, làm cho tâm từ lớn mạnh được.
Mà tâm từ không lớn mạnh được thì sao? Thì sự láo trắng rồi. Với lại cuộc sống của chúng ta rất khó có một cái đời sống mà chúng ta thật sự là không phạm phải sát hại chúng sanh đã là khó rồi. Đó là chúng ta nói là người con Phật đó. Chúng ta không biết được ngày mai nó như thế nào. Rồi phiền não của chúng ta nó như biển cả vậy đó. Và nhiều người họ nghĩ rằng giết hại chúng sanh thì chúng sanh, những cái con vật mình nuôi nó, mình đáng giết nó để mà có được những cái vật thực để nuôi sống. Và họ nghĩ như vậy đó là điều đương nhiên. Điều đương nhiên. Họ nói không, cái đó không có gì là có tội cả. Nhưng mà chúng ta thấy những cái người mà cầm búa hay cầm dao giết hại chúng sanh, có người nào cái hành động đó có khi nào có từ tâm không? Chắc chắn là không rồi, phải không? Không có từ tâm. Bình thường thì cuộc sống của chúng ta, nghiệp tốt nó cho quả thì chúng ta gặp những người bạn bè tốt, chúng ta không thiếu ăn, thiếu mặc, chúng ta không oan trái với ai trong hiện tại này, đang có trong ngày hôm nay. Thì chúng ta nói những cái điều này nó rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà hoàn cảnh tới, những cái ác nghiệp tới, những cái con người ác tới, hãm hại gia đình chúng ta, triệt hại chúng ta, dùng những cái mưu hèn kế bẩn với đúng đối với chúng ta, thì tâm của chúng ta làm sao? Chắc chắn này, chúng ta rất khó giữ được tâm của mình. Như vậy, Đức Phật dạy cho chúng ta cái con đường chánh niệm tỉnh giác này là trong mỗi khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của chạm. Các bạn mà không có, các bạn không có để ý nó, các bạn không có hiện thực nó, thì những cái phiền não lậu hoặc từng chút một chúng sẽ dày lên, và đến một ngày nào đó sự lão hại, những cái ác nghiệp do phiền não nó sẽ tấn công chúng ta. Còn nếu như bạn sống một đời sống mà có hiểu biết khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của đếm, của xúc, của chạm, của cứng mềm, nóng lạnh, phát hiện tham, sân, si từ nơi tâm của mình, thấy được chúng là vô thường, là giống không, là phù du, là điển chết, là ảo.
ngay kể cả trí tuệ cũng không có gì để nắm giữ được cả. Vậy thì chúng ta sẽ tẩy sạch những cái tôi, cái ta, cái của tôi, của ta này. Lúc đó chúng ta sống với con đường bát chánh trong đời sống hàng ngày. Chúng ta sống không vì ai cả, không vì cá nhân mà cũng không vì kẻ thương hay người ghét, mà chúng ta sống vì Pháp thì mới không có sự lỗi lầm này xảy ra mà thôi. Phải không ạ? Và lúc đó chúng ta mới thực sự hiểu về nhân quả. Vì chỉ có chánh kiến hiểu trọn vẹn về nhân quả. Hiểu được nhân quả là không ai chịu thay cho ai được nghiệp và quả của nghiệp cả. Mà đã là bất thiện rồi thì nó sẽ cho quả khổ đau mà thôi. Về kiếp sau cũng không phải là tôi tạo ra đau khổ, mà chính cái tà kiến tạo ra đau khổ. Như vậy thì mình sống ở đời này, hãy thương cái chúng sanh ở đời sau. Hãy thương chúng sanh ở đời sau. Cũng như là vô lượng kiếp tác, cứ mỗi một kiếp thì Ngài lại thương cái kiếp sau. Và Ngài cứ bồi bổ những cái ba la mật cho kiếp sau vậy đó. Và đến kiếp cuối cùng, Ngài mang thân cuối cùng, Ngài trở thành Đức Phật toàn tri diệu giác. Và cuộc sống này chúng ta đã sát hại không biết bao nhiêu rồi. Nhưng rồi nó có đi đến đâu cả không? Không đi đến đâu cả, phải không nào? Cuộc sống cũng chỉ lại xoay vần với những cái thấy, nghe ở chỗ này, chỗ kia, cái ngửi ở chỗ này, chỗ kia, sanh lên và diệt ở chỗ này, chỗ kia. Tham, sân, si, sanh lên ở chỗ này, chỗ kia, diệt đi ở chỗ này, chỗ kia. Và ngày nào còn hiện hữu thì còn khổ đau mà thôi, thưa quý vị. Không sao mà tránh khỏi được. Vì Pháp Hữu Vi, bản chất của chúng là như vậy. Bản chất của chúng là như vậy. Chúng được tạo ra bởi vô minh và tham ái, chứ không phải là chúng tạo ra bởi cái gì đó, thưa quý vị. Chúng bắt nguồn từ đó mà. Vì chúng ta không hiểu được cái thấy, cái nghe này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chúng ta chấp chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Nên khi chúng ta nghe âm thanh, chúng ta cho đó là ai đó nói, tôi thấy bực mình, khó chịu. Nhưng mà âm thanh thì nó không có bực mình ai cả. Và chúng ta cứ bực mình mới hết âm thanh này, âm thanh khác thì có bao giờ dứt được khỏi cái sự bực bội đó không? Có bao giờ nó hết cái âm thanh ở thế gian này không? Không, không thể hết được. Có bao giờ nó hết được cái đối tượng thị giác để cho mình thấy mình ghét này được không? À, cho mình ghét mình thương này được không? Không thể hết được. Bởi vì mắt là biển sâu và đối tượng thị giác nó chỉ là những cái đốm màu vô lượng, không bao giờ nó hết được.
Nhưng mà chúng ta chỉ ôm ấp một số cái đối tượng thị giác nào mà chúng ta thích, chúng ta chấp thủ thôi. Chứ còn rất nhiều những cái đối tượng thị giác mà chúng ta trải qua cuộc đời này, hầu như chúng ta không nhớ. Chúng ta không có nhớ mà chúng ta cũng không có cái gì đối với chúng cả. Nó chỉ có một vài cái dấu hiệu qua mắt, qua tai trong một đời chúng ta chấp thủ ở trong đó. Chứ còn thường thường thì đối tượng thị giác hàng ngày nó vô lượng. Cái thấy cũng vậy, cái nghe cũng vậy, cái ngửi cũng vậy, nếm cái xúc, cái chạm cũng vậy. Phải không ạ? Nhưng mà chúng ta tham hết được cái màu ở thế gian này không? Không phải không ạ? Nhưng mà cái màu nó không có tham ai hết. Ở cái mùi, cái vị. Tại sao bài pháp này khi mà chúng ta đã hiểu được pháp về mắt, tai, mũi, lưỡi thì chúng ta sẽ dần dần lời dạy của Đức Phật chúng ta sẽ ứng dụng vào trong hiện tại một cách hết sức là tốt đẹp. Ngày nào đó chúng ta hiểu đối tượng thị giác thật là bào ảnh, thật là vô thường, thật là vô tri vô giác. Ngày nào mà chúng ta hiểu âm thanh thật là vô thường, thật là vô tri, vô giác. Ngày nào chúng ta hiểu mùi, chỉ là mùi, là vô tri, vô giác. Ngày nào chúng ta hiểu vị, chỉ là vị, vô tri, vô giác. Có đất là có vị, có đất là có màu, có đất là có tứ đại, là có âm thanh. Ngày nào chúng ta hiểu mọi thứ trên đời này chỉ có các sắc vô tri vô giác, và có những cái tâm nó biết được những cái đối tượng này, và ngày nào chúng ta hiểu cái thấy là một pháp, cái nghe là một pháp khác, cái ngửi là một pháp khác nữa, chúng luôn luôn có duyên sanh lên và đã diệt mất rồi. Chúng không tồn tại ở đâu cả. Chúng không phải là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Ngày đó, tự động tâm từ của chúng ta sẽ có mặt. Ngày đó chúng ta, tâm của chúng ta tự động nó rời xa cái sự là sát hại, lão hại. Bởi vì ngay cả bản thân nó, ngày trước nó không hiểu, nó chấp thủ, bây giờ nó được, nó bỏ được cái tà kiến về ngã, thì làm sao mà sát hại chúng sanh được, phải không? Nó không thể sát hại chúng sanh được nữa. Chỉ khi nào chúng ta hiểu, chúng ta mới có tâm từ. Còn khi nào chúng ta không hiểu pháp của Đức Phật mà chúng ta biểu có tâm từ, đó là lúc mà chúng ta nói chuyện trong si mê. Và một người không còn ý niệm về ngã thì người đó chắc chắn sẽ không bao giờ có sự lão hại. Phải không? Dầu người đó có mất đi mạng sống như chăng nữa. Bởi vì chánh pháp và tà pháp nó khác nhau. Dứt khoát là cái điều đó chắc chắn rồi, thưa quý vị. Còn ngày nào mà chúng ta không có cái điều đó, không hiểu lời dạy của Đức Phật, thì làm sao mà chúng ta có tâm từ? Tâm từ nó chỉ có một tí, chứ còn nó thực sự nó lớn mạnh thì nó không thể thể có được. Như vậy qua cái câu kệ này thì chúng ta phải quan sát là thế giới này đã đủ chưa? Và chúng ta biết là thế giới này là lão hại, và chúng ta thấy 7 tỷ người, 8 tỷ người
họ ăn tử thi, họ ăn thịt ngày này qua ngày kia, từ lúc họ sinh ra cho đến khi chết đi, và chúng tôi cũng vậy. Chúng ta đang cũng đã đang là vậy, nhưng mà có hết được chúng sanh mà có ngày nào không giết hại không? Do vậy cái lời dạy của Đức Phật chúng ta phải suy xét một cách chân chánh, tại sao Ngài dạy như vậy? Thì chúng ta phải có tri kiến đúng đắn. Và người nào không náo hại chúng sanh là người nào? Tức là vị Tu Đà Hòa, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, và những người đi trên con đường hiền thiện cũng có thể là vị đó. Còn là phàm phu nhưng mà là một bậc đang dõng mãnh tính tâm theo lời dạy của Đức Phật, dầu là kham nhẫn cực khổ trong các cái môi trường như thế nào, dầu là bị như thế nào như kia, vì đó có được cái hạnh kham nhẫn và vì đó không có lão hại chúng sanh khác. Và chắc chắn rồi, cái nhân mà bất thiện thì làm sao mà cho quả vui được, còn nhân thiện thì chắc chắn là cho quả an lạc. Như vậy Đức Phật nói ở đây không phải là nói ai đó, mà Ngài nói về cái hành động ác, cái hành động thiện. Chính là cái pháp mà nó cho ra những cái quả của nó. Như vậy thì một người muốn đạt được an lạc đời này, đời sau và an lạc giải thoát, thì chúng ta cần phải có trí tuệ, phát triển được trí tuệ, thấy rõ được nhân, được quả, và phát triển được con đường bát chánh, con đường thoát ly sanh tử luân hồi, thấy nhàm chán các pháp hữu vi ở nơi mình, thì chúng ta mới bỏ được những cái ganh tị tật đố, sang tham bỏng xẻng, những cái tà kiến chấp ngã này, những cái pháp bất thiện này. Chính cái pháp này nó đẩy chúng ta não hại chúng sanh khác. Còn khi mà chúng ta hiểu đúng về nó rồi, thì chúng ta không có hại mình hại người nữa. Nên là chúng sanh cầu an lạc không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Là như vậy. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phúc báo phát sanh lên, chúng con kính tất cả chư đại đức tăng, kính dân tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử và quý cô tu nữ ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin kính Ngài quý vị trì hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và xin điều chi được tứ thánh đế ngay nơi đời sống bình nhật của mình. Và phước lành này con nguyện là nhân là duyên được chứng đắc đạo quả thành tựu trí tuệ ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế ngay trong kiếp sống này và trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này, vì sanh tử luân hồi là khổ đau, vì chánh pháp của Đức Thế Tôn thật khó gặp. Do lời chân thật này mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học số 132 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến sư. Vatusapa mangalang rakantusapa de vatusapa buddha nuhavena sada sati bhavantute vatusapa mangalang rakantusapa de vatusapa dhamma nuhavena sada sati bhavantute
Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn